Hello hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với tựa game Mega Đại Chiến. Và trong video này thì mình sẽ mang đến cho anh em ba cái thông tin mẹ cực kỳ là vui luôn. Sao? Kinh khủng luôn anh em ạ. Thì thông tin đầu tiên ấy, đó chính là ở trong phần tùy chỉnh Pokemon anh em ơi. Ở trong cái phần sự kiện đặc sắc này anh em ghé vào nhá. Nhìn này, ở đây có phần tùy chỉnh Pokemon. Thì anh em đến có thể lựa chọn những cái con Pokemon mà đúng sở trường của anh em ấy. Bằng một cách cực kỳ là đơn giản, anh em chỉ việc ấn vào đây này. Đấy, sau đó lựa chọn này, ví dụ như anh em thích tìm độc, anh em ấn vào. Sau đó anh em thích Pokemon gì, dạng sát thương chẳng hạn, ấn vào. Sau đó lại anh em muốn nó là sát thương thuần hay là có thêm bạo kích các thứ, hay là có tính năng thiên về thủ hay thiên về hồi phục, anh em ấn vào. Đấy, tùy chỉnh xong nó ra luôn con Pokemon mà anh em cần. Sau đó nếu như anh em muốn triệu hồi luôn thì ấn vào triệu hồi phát là nó nhảy ra luôn này. Sợ, kinh chưa? Được luôn một con Pokemon, ui sợ, miễn phí, vãi thật đỉnh luôn anh em ạ. Đấy, cực kỳ là đơn giản luôn. Và anh em lưu ý là chúng ta có 3 lần để triệu hồi anh em nhá. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục vào này. Ví dụ như là chúng ta đang cần một cái gọi là tim điện đi. Rồi, sau này tiếp tục là sát thương đi. Sau này, đấy, bây giờ là bạo kích đi. Để xem nó ra con Pokemon gì. Ồ, Pika luôn này. Đấy, anh em thấy như nào? Ổn không? Cực kỳ là ổn áp luôn. Tuy nhiên thì tim điện của mình gần như là full rồi. Thì mình sẽ làm lại, mình lấy luôn một con gọi là sát thương ở trong tim độc đi. À, nhầm, mang hiệu ứng chứ. Thủ đi. Đấy, bây giờ ra gọi là thủ tiếp đi. Xem ra con Pokemon gì. Úi, Mega Venusaur, bản năng level 3 luôn. Mình sẽ làm lại nhá. Làm lại bao giờ ra đúng cái bản năng mà mình cần để xem nào. Tim độc, sao. Đấy, thủ, sao. Rồi, lại thủ phát nữa. Tùy chỉnh, ra con gì. Ui, bản năng ấy đây. Rồi làm lại đi, để kiếm đủ tim độc của mình chơi xem nào. Đấy, có 3 lần cơ mà lo cái gì. Ở đây thì mình đang cần một Pokemon gọi là dạng thủ đi. À, thử hỗ trợ phát xem nào. Hỗ trợ hồi phục xem nó ra con gì. Xem nó ra con gì, nó vẫn là Zingate anh em ạ. Bởi vì hiện tại team độc có mỗi hai em thôi, đó chính là Zingate cũng như là Mega Venusaur. Thì thôi mình sẽ làm lại đi, mình lấy con Pokemon thủ, đó chính là Mega Venusaur. Thủ, sau. Thủ, sau. Ok, đấy, triệu hồi, ui ui. Nhưng mà bản năng này mình chưa cần. Để mình làm lại luôn. Bao giờ ra đúng cái bản năng mà mình cần thì thôi anh em ạ. Thủ, rồi, tiếp tục là thủ. Ôi dồi ôi, sâu muộn level 3 này. Được đấy, thôi chơi luôn. Rồi, wow. Nó cứ phải gọi là đỉnh của chóp anh em ạ. Hai lần đầu tiên ấy, thì nó bản năng level thấp hơn, thì anh em chọn bản năng thường thôi. Đến lần thứ 3 thì anh em lưu ý, đó chính là chọn bản năng Flash level 4 anh em nhá. Ồ, hay quá anh em ơi. Xin. Rồi, bản năng này. Ôi dồi ôi, chị ơi ngay. Wow, phê anh em ơi. Ôi ôi, sướng quá em ạ. Đinh 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 đinh. Đó, phê mắc phê mắc phê. Tự nhiên vào được 3 con Pokemon. Ui ôi, ngầu đét đè nẹt luôn anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần đội hình để nâng cấp cho nó lên xem như thế nào đây. Ok, đây rồi. Sử dụng cả mới có level 1 thì bây giờ mình đang lên level 4. Nó phải gọi là mắc pinh. Sai. Nó phải gọi là đỉnh cao luôn anh em ơi. Đấy, ủa ai tăng 12k lực chiến luôn này. Để xem bản năng dũng cảm level 4 thì nó như thế nào đây. Bản năng đây rồi. Siêu dũng cảm level 4 ở trong trận đơn vị trúng độc bị giảm HP 15%. Wow, được của nó anh em ạ. Còn bản năng gì level cao hơn đây? Ui ôi, yên tĩnh như không cả đâu. Rồi bây giờ ghé qua gọi là Mega Venusaur để xem nào. Đây rồi. Không biết bao giờ nó mới ra cái tùy chỉnh Pokemon thêm một lần nữa nhở. Ủa ôi, tính năng này hay quá anh em ạ. Chết. Hay này thì đỉnh của chóp rồi, lại phải chơi rồi. Bạn đang sở một level 3, ok này. Ok, chọn luôn, sợ gì. Tăng sao, rồi. Mới có hai em, chưa đủ. Ok, đấy, như vậy là một tính năng cực kỳ là hay nhá. Thông tin thứ hai dành cho những em nào yêu thích tim điện thì đây chính là thời của chúng ta rồi anh em ơi. Nếu như anh em nào sở hữu được Pokemon Zekrom thì cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Lý do là vì sao? Đơn giản thôi anh em ơi. Bởi vì ngay từ bây giờ là team điện của chúng ta, đặc biệt là em Pokemon Zekrom, nó sẽ ưu tiên đánh trọng kích trước, sau đó thì mới sử dụng tuyệt kỹ. Bởi vì anh em biết như thế này này, sóng xung điện nhá, là cái skill trọng kích của con Pokemon Zekrom ấy, là nó sẽ gọi là xóa bỏ tất cả trạng thái tê liệt của mục tiêu, sau đó thì chuyển hóa thành trạng thái điện năng. Tức là cứ mỗi một tầng tê liệt thì nó sẽ tăng đến 35% sát thương và 20% năng lực hút HP. Ôi ôi, vãi trưởng luôn. Thì sau đó khi mà nó sử dụng ulti thì vãi cả bìu luôn. Nhưng mà anh em sẽ bảo là ulti đánh dựa theo tầng tê liệt đúng không? Thì anh em phải hiểu một điều, đó chính là cái skill trọng kích này nó chỉ xóa cho một Pokemon mà thôi. Bởi vì nó là công đơn mà.
Thế thì đến khi đánh công nhóm thì tức là nó chỉ cần giảm sát thương cho một em thôi. Tuy nhiên là hai em còn lại vẫn còn trạng thái tê liệt thì vẫn hưởng những cái trạng thái này. Ôi ôi, thế chứng tỏ là con này cực kỳ là khỏe luôn anh em ạ. Ôi, thời của tim điện đấy rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi test thử cho anh em xem là con Pokemon này nó đánh skill trọng kích trước như thế nào và sức sát thương khi nó đánh trọng kích ra làm sao anh em nhá. Đây, mình sẽ đánh tay để cho anh em xem là nếu như không đánh cái skill trọng kích trước thì sức sát thương nó gây ra như thế nào. Và khi mà đánh trọng kích trước thì mới sử dụng ulti, sau đó sức sát thương gây ra sẽ ra làm sao anh em nhá. Ở đây có một bạn tầng 16 à? Tầng 16, ô lực chiến 1.700.000, mình sẽ kêu chiến luôn để cho anh em nhìn thấy cho nó dễ này. Mấy bạn trên kêu khỏe quá, không đánh được. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào luôn này anh em này. Đây, mình sẽ để đội hình tim điện như thế này. Sau đó là đầu tiên mình sẽ đánh tay đi. Đánh tay trước đi anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh tay trước này. Mình sẽ đánh ulti vào đây. Rồi, tiếp tục là Pika sẽ sử dụng ulti vào đây nha. Bây giờ mình sẽ đánh ulti trước này để xem là sức sát thương nó gây ra được bao nhiêu anh em nhá. Rồi, mình để x1 cho anh em xem nó dễ tham khảo này. Rồi, nào. Rồi, Tapu Koko sử dụng ulti cho Groudon. Ok, may bưởi. Ủa, có quả Pokeball ở giữa này. Bây giờ mình để ý luôn. Chết luôn kìa. Phải cút. Rồi, Pika sử dụng ulti nào. Gây tê liệt. Đấy, ngon này. Úi dồi, Reshiram. Ghê đấy, full kinh đấy. Nhưng ăn thua không? Rồi, để xem phát này được bao nhiêu sát thương anh em nhá. Bao nhiêu sát thương? Bao nhiêu sát thương? 516k sát thương. Rồi, ok, nhớ con số 516k sát thương này anh em nhá. Đấy, để test thử thế thôi đã. Thoát chiến đấu này. Quay trở lại, bây giờ mình đánh lại luôn này anh em này. Khiêu chiến. Khiêu chiến, ơ. Đây đây đây, tầng 16 vẫn cái bạn Queen này đúng không? Auto luôn nhá, auto là nó đã tự động sử dụng cái skill trọng kích trước cho anh em luôn này. Ok luôn, anh em nhìn sự khác biệt luôn này anh em này. Tapu Koko vẫn như thường lệ, quả ulti đầu tiên. Nhưng lần này là ulti vào gọi là Victini, đấy khôn hơn hẳn luôn. Chứ không có ulti vào Groudon nữa. Rồi luôn, vẫn chết như thường. Pika, sử dụng ulti, gây tê liệt. Rồi hay lắm. Reshiram lại theo một bài như vậy, nó tiếp tục là sử dụng ulti. Còn bây giờ thì sử dụng skill trọng kích trước. Thấy chưa? Tiêu diệt được một em luôn. Đấy, bây giờ nhá, sức sát thương là cực kỳ thốn nữa này. Anh em xem là tổng sức sát thương lần này gây ra là được bao nhiêu anh em nhá. Đấy, mặc dù nó có 2 điểm năng lượng đúng không, nhưng Zekrom nó không hề sử dụng ulti mà nó sử dụng trọng kích trước để lấy lợi thế tăng sát thương. Rồi đây, anh em đón chờ quả ulti này đến từ Zekrom này. Zekrom này, ulti này, liệu kết liễu luôn được hai em kia không? Kết liễu luôn không? Ôi rồi, ôi đấy, tăng hơn được nhiều chứ, 668. Đấy là bởi vì hai con kia nó bị ít máu rồi, thế cho nên là sức sát thương gây ra nó còn ít đấy. Còn nếu như đầy máu thì sức sát thương gây ra nó còn đỉnh cao nữa cơ. Đấy là sự khác biệt đến từ quả thay đổi mới dành cho team điện nhá. Wow, gây ra cứ phải gọi là hàng tỷ sát thương luôn. Đấy, thời của team điện đến rồi anh em nhá. Phê phê phê. Ok, như vậy là chúng ta có hai tin vui rồi. Tuy nhiên là mình vẫn còn mang đến cho anh em một cái tin vui nữa. À, đó chính là mình đang gọi là vận dụng cái sự gọi là mồm mép của mình, cái sự mặt dày của mình, lại đi xin được 2k kim cương màu rồi. Phê vãi. Thì khi mà mình có kim cương màu này, chắc chắn là mình sẽ làm event cho anh em rồi, tặng Pokemon FP. Ok, thì sắp tới đây mình lại tặng cho anh em một con Pokemon đấy. Anh em đoán đi, xem mình sẽ tặng anh em con Pokemon gì nhá. Còn Pokemon Reshiram thì cũng đã có chủ rồi. Ở trong video tới thì mình sẽ công bố nhé. Ok, thế nên là anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới, cũng như là nhận được những phần quà Pokemon cực kỳ là giá trị mà lại hoàn toàn là miễn phí đến từ Link Andy nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.